Thì anh em, mấy dòng smart mà đo nhịp tim này, SPY quá là bình thường rồi. Nay thì mình sẽ đánh giá cho anh em smart đến từ G-Blade là GTA 3. Nó có thêm cảm biến đo thân nhiệt và ra tay, mà mức giá chỉ hơn 800k, lý tưởng cho anh em quan tâm đến theo dõi sức khỏe. Bắt đầu video thôi. Trông ổn ép phết nhờ. Còn đây là hộp của em nó. Theo hướng smart thời trang sức khỏe nên là nhìn cái hộp sẽ thấy là hơi hiền hiền, nhẹ nhàng và tươi sáng. Mà nó mỏng dính ấy, nhìn rất là gọn. Mà giấy để bọc cái hộp này cũng mỏng tanh luôn. Mình sẽ để lui cái hộp này qua đây một xíu để cho anh em xem thông số cơ bản của em nó. Có nghe gọi nữa luôn nhá, kháng nước IP68, cấu hình cũng ổn phết. Còn đây là dây sạc từ tính của nó đây. Nó cũng là cái dạng sạc quốc dân rồi. Thời gian sạc thì ở loanh quanh khoảng 1 tiếng rưỡi là đầy. Anh em nào mà quan tâm thì mình sẽ để link Lazada ở ngay dưới video nhé. Không khó gì để có thể nhận ra là chiếc G-Blade GTA 3 này có phần vay mượn thiết kế từ Galaxy Watch 5. Sự trùng hợp lên tới 80%, nhất là ở dây đeo thì anh em sẽ thấy là nó cong veo như thế này. Kiểu dáng thì hơi hướng hiện đại nhưng mà tương tự như Watch 5. Đó là cái phần quai dây, anh em sẽ thấy là nó kiểu hơi nhỏ nên là cảm giác nhìn nó yếu đuối hơn. Khung thân và ở sau lưng là một khối nên là anh em sẽ thấy không có một vị trí bắt ốc vít nào cả. Nó được làm bằng nhựa nên là trọng lượng giảm xuống chỉ còn 42g. Cảm giác đeo rất là sướng. Còn cái phần viền cạnh này thì được làm bằng nhôm để gia cố bảo vệ cho viền màn hình tốt hơn. Hai nút cứng vật lý dạng tròn gọn gàng, bấm thì nảy tưng tưng. Nhưng mà cần cái lực ấn mạnh hơn một chút. Nút đỏ là bật tắt màn hình và là back. Còn nút dưới là vào các chế độ tập luyện thể thao. Vị trí lỗ mic và giải loa được đặt ở hai bên hông. Như vậy thì sẽ thuận tiện cho anh em nghe gọi. Điểm đặc biệt của đồng hồ này là anh em sẽ thấy là ở sau lưng sẽ có thêm một cái miếng tròn kim loại là cảm biến thân nhiệt và nhiệt độ da. Hay nữa là nó có thể đo tự động liên tục với thời gian thấp nhất là 10 phút một lần. Dây đeo mềm nhưng mà cảm giác không xịn, sờ mình thấy là hơi thô thô. Còn khóa dây thì cái kiểu nửa nạc nửa mỡ, không được đẹp lắm anh em ạ. Đây thì nhìn rất là hiện đại, còn có thêm hai cái con đỉa, cảm giác nó rất là kịch cỡm. Kích cỡ 44mm cộng với kiểu dây vảnh như này thì sẽ phải có cổ tay rộng hoặc mập hơn một xíu. G-Blade GTA 3 khác với xu thế vét hay là bò cong viền, mà kính mè thì nó sẽ phẳng lì. Nó sẽ cho chúng ta cảm giác liên lạc và classic hơn. Tuy nhiên thì kích cỡ màn hình là 1,32 inch, so với tổng thể thân máy 44mm khiến cho viền màn hình nó sẽ dày hơn một chút xíu. Đồng hồ này sử dụng màn IPS LCD nên là màu đen sẽ không sâu, màu sắc hơi đậm hơn và độ sắc nét ở mức khá thôi. Ngoài ra thì độ sáng cũng chỉ đạt mức trung bình nhưng mà xem giờ ngoài trời vẫn tạm ổn. Không có các tính năng cử chỉ bật tắt màn hình cơ bản. Đánh đổi lại thì cảm biến lắc cổ tay xem giờ hoạt động rất tốt. Kính màn hình thì mình thấy là vẫn bám vân tay, mồ hôi lem nhem khá nhiều. Về giao diện cũng như là hệ điều hành ở trên chiếc đồng hồ này thì mình thấy là tương tự hoàn toàn giống như KaiSelect, cụ thể là con KR. Còn app kết nối thì là app GloryFit. Anh em nào mà sử dụng đồng hồ thông minh giá rẻ thì không xa lạ gì với cái app này rồi. Mình sẽ không cần phải giới thiệu về app GloryFit nữa nhá. Còn về độ mượt thì mình thấy là nó chỉ ở mức trung bình thôi. Anh em thấy là khi mà mình vuốt lên xuống thông báo thì nó vẫn hơi gợn giật nhẹ. Đây là widget này, thì widget có vẻ ok hơn. Nó không có dạng vòng lặp cho anh em sẽ phải vuốt để trở lại mặt đồng hồ chính hoặc là bấm nút trên để quay trở lại. Thanh trạng thái thì đây là bật tắt đèn pin, chế độ không làm phiền. Còn đây là bật tắt Bluetooth cuộc gọi hoặc là âm thanh giải trí đang phương tiện. Mình không rõ lý do vì sao khi mà mình kết nối với điện thoại con Xiaomi này thì bị vấn đề khi mà tắt màn hình ở trên đồng hồ ấy, thì nó sẽ tự động tắt luôn cả Bluetooth cuộc gọi và âm thanh giải trí đang phương tiện. Có thể là do điện thoại mình không tương thích này. Khi anh em vừa thấy nó tắt đi nhá, bật lên này. Đấy, nó tự động tắt đi này. Tiếp theo thì nó sẽ có thêm tính năng là đồng bộ được cả nhạc chuông với điện thoại. Với điện thoại Android ấy, ứng dụng bên thứ ba như là Zalo Messenger thì nó sẽ có chuông ở trên đồng hồ luôn. Nhưng mà nó sẽ không hiện ra được thông báo cuộc gọi, còn iPhone thì nhận được luôn. Mặt đồng hồ thì nó sẽ có 5 mặt đồng hồ mặc định. Đây, 1, 2, 3 này. Cái mặt này rất giống ở trên Apple Watch Series 7, 8, 5 và cài thêm một mặt từ kho mặt online. Mình sẽ cho anh em coi luôn kho mặt online của nó nhé. Kho mặt ở trên app GloryFit thì nó rất là phong phú đa dạng. Có tổng cộng là hiện tại lên đến hơn 240 mặt và được cập nhật theo chủ đề. Như em thấy là vừa mới test xong này thì nó hiện ra những cái mặt của bên Trung Quốc. Cũng có mặt tùy biến hoành cá nhân nhé. Thông báo thì nó sẽ không có nhạc chung thông báo, chỉ có rung thôi. Và vuốt trong thông báo thì mình thấy là cũng gọi là ổn ổn đấy. Nhận được tối đa là 10 thông báo gần nhất. Và mình thấy là phone chữ của nó không được đẹp. Đấy là đối với mình thôi nhá. Còn với anh em khác thì có thể là nó đẹp thì sao.
May mắn là nó không bị ở lỗi ngắt chữ xuống dòng anh em ạ. Và phone tiếng Việt cũng không bị lỗi. Còn đây thì mình có test hiển thị nội dung dài này. Thì nó nhận được khoảng 2-3 dòng trên cả iPhone và Android. Đây, với những ứng dụng nằm trong cái mục chính này thì anh em sẽ thấy là nó show ra được icon. Còn những ứng dụng mà nằm trong mục nhắc nhở nhiều hơn như là Zalo này thì anh em sẽ thấy là nó hiển thị ra icon chung chung. Nhưng rất may mắn là nó hiển thị ra được tên ứng dụng. Nhiều con đồng hồ nó còn không hiển thị ra được tên ứng dụng cơ. Không biết là thông báo đó từ ứng dụng nào. Bên này là giao diện ứng dụng này. Vuốt trong giao diện thì mình cũng thấy là ok phết. Nó ngon hơn so với thông báo. Nó sẽ có 3 kiểu giao diện ứng dụng. Dạng tổ ong này. Và tiếp theo thì là dạng xoay tròn. Như cái dạng này nếu như mà có thêm nút xoay Digital Grow ấy, thì mình nghĩ là sử dụng nó sẽ thích thú hơn. Đầu tiên này là các môn tập luyện thì nó sẽ có tổng cộng là hơn 70 môn tập luyện khác nhau, không có GPS. Đa số những môn tập luyện thì nó cũng chỉ là theo dõi về nhịp tim cũng như là calo tiêu hao thôi. Những môn liên quan đến chạy hay là đi bộ thì nó sẽ có thêm tính quãng đường nữa. Để theo dõi hoạt động thì em sẽ thấy là có bước chân, calo tiêu hao và quãng đường hàng ngày. Theo dõi nhịp tim này thì em thấy là có cả biểu đồ luôn nhá. Điểm ăn tiền nhất của nó đây, theo dõi được nhiệt độ da và thân nhiệt. Đây, thời gian đo thì sẽ mất độ khoảng tầm 10 giây. Rất là hữu ích đấy anh em ạ. Theo dõi giấc ngủ này. Còn đây là đo huyết áp. Tất nhiên là con đồng hồ này không thể đo được huyết áp rồi. Đo SpO2. Còn đây là thời tiết này. Thì nó sẽ hiển thị ra được thời tiết của 3 ngày tiếp theo. Chỉ có độ C thôi. Rồi còn đây là khiển nhạc. Không có khiển camera chụp ảnh đâu anh em nhé. Tiếp theo thì ở đây là báo thức. Anh em có thể set được trực tiếp. Để theo dõi mức độ căng thẳng này. Thư giãn hít thở. Game thì nó sẽ có hai trò tương tự như là Kai Select là Flappy Bird và một cái trò là cái game dạng số mé như này. Đồng bộ được ở trợ lý ở trên điện thoại như Android là Google Assistant, iPhone là Siri. Thời tiết của các ngày tiếp theo. Trời nhiều mây và nhiệt độ đang là 21 độ tại Nam Định. Tuy nhiên thì nó chỉ là gọi lên ở trên điện thoại thôi nhá. Và nó sẽ phát ra loa ở trên đồng hồ để cho anh em biết. Trong đây là những ứng dụng cơ bản thường thấy ở trên các con đồng hồ thông minh thôi. Stopwatch, timer này, tìm điện thoại, có cả máy tính luôn anh em nhé. Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt dành cho chị em. Còn đây là trong cài đặt thì đầu tiên này là đổi mặt đồng hồ này, đổi kiểu giao diện ứng dụng, chỉnh độ sáng, thời gian chờ màn hình là từ 5 giây cho đến 15 giây. Còn đây là bật tắt Bluetooth cuộc gọi và âm thanh giải trí đa phương tiện. Có set mật khẩu dành cho đồng hồ nữa nhé. Đến bước thì mình thấy hay bị hụt. Tuy nhiên khi mà chạy xe máy suốt chặng đường hơn 10 cây rung lắc ầm ầm mà đồng hồ này không bị nhảy tí nào, chứng tỏ là cảm biến chuyển động ổn. Còn nhịp tim thì mình test nghỉ ngơi cho ra chỉ số chênh lệch trung bình 1 đến 5 nhịp so với thiết bị đo kẹp tay. Khi vận động thì nhịp tim lên cao thì cũng bị tình trạng tương tự nhưng mà nó sẽ bị lệch nhiều hơn. Thời gian mình xài chiếc đồng hồ này là khoảng 2 tuần. Đều đoạn cách 2-3 ngày là mình phải sạc lại. Mình sử dụng nhiều nhất là nhận thông báo và theo dõi sức khỏe luôn bật tự động đo ở mức thấp nhất 10 phút một lần từ nhịp tim, SpO2 và nhiệt độ. Nghe gọi là rất ít, chắc là tổng khoảng 5 phút thôi. Pin không quá ngon nhưng mà đo đạc liên tục như vậy thì mình thấy là tạm ổn với nhu cầu của mình. Và đến đây là sắp kết thúc video rồi. Tổng kết lại với cái nhìn khách quan của cá nhân mình, GPS GTA 3 có thể múc được bởi các cái cảm biến theo dõi sức khỏe tốt, chú ý nhất là về nhiệt độ. Nó sẽ giúp ích cho anh em theo dõi các cái chỉ số cơ thể mình thường xuyên. Tuy nhiên thì mình thấy là vẫn có những cái bất cập nhỏ về phone thông báo, hệ điều hành hay là nó cũng không lưu lại nhật ký tập luyện là một thiếu sót lớn. Anh em thấy sao về chiếc smartwatch này? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ cũng như là theo dõi những video sắp tới của mình. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.